Xin chào các bạn đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình quay cái clip này để mình giới thiệu về một cái mặt hoa đã nở ở nhà mình. Và cái mặt hoa này thì cũng khi mình search trên mạng thì mình thấy cũng ít có người đăng về nó. Đó. Cho nên là thì hôm nay thứ nhất là nhà mình có hoa, cái thứ hai mình cũng muốn đăng lên để cho nhiều bạn ví dụ như mới chơi hoặc là mới mua cây gì đó mà mình không biết mặt hoa, hoặc là mình muốn kiểm chứng cái mặt hoa của mình xem nó có chuẩn hay không. À, thì mình xem cái mặt hoa này, mình so sánh khi cây của nhà mình nở hoa ra thì cây của mình có chính xác cái tên này hay không ha. Thì đây đây đó, hoa đó và tên tên của hoa đây các bạn thấy không, phụng hoàng lửa nghe các bạn. Cây này á, thực ra mình cũng mua cũng được mấy tháng, cũng được mấy tháng. Thì khi mình tách ra nè các bạn xem, khi mình tách cái thân mẹ ra, mình tách cái thân mẹ ra thì nó nở hoa, nó nở hoa. Và từ cái thân con nó lại có hai mầm, còn mầm nhỏ ở đây, mầm đây một mầm này, đây còn mầm nhỏ ở đây nữa nha các bạn. Đây này, đó cái măng hồng nhú nhú này đó. Đó thì do là cái cây mình cũng mới trồng, mình mới mua về làm giống thôi, cho nên nó thì nó cũng chưa chưa có gọi là phát triển tối ưu lắm nha. Chứ thực ra cây này thì mình thấy thì cái thân thủ của nó rất là đẹp ha. Các bạn nhìn thấy củ già của nó này. Nè, củ già rất to, củ già rất to, củ già rất to. Đó, thấy không? Thân lá này, lá các bạn thấy lá to. Lá này mình cũng nhớ không rõ nhưng mà nó hiện tại thân già này lá hơn 5 cm đó nghe, khoảng hơn 5 cm đó. Rồi, cái này mình để cháy nắng luôn. Đó, cho do khả năng là do mình để nó hơi nắng quá cho nên cái sự phát triển của nó cũng hơi chậm tí, nó ra mầm ra đồ nó chậm nghe các bạn nha. À, bây giờ cái thân thân non thân tơ này, các bạn thấy thân tơ cái lá này cũng đạt là gần 5 cm này, cũng tầm 5 cm. Và cái khi mà cái cây này theo mình thấy nếu mà mình thuần ra nữa, mình thuần nữa nó lên những cái thế hệ sau của nó thì mình nghĩ là thân thủ của nó sẽ rất khủng này, có khả năng là nó nằm cái tầm này. Nằm cái tầm 7-8 cm chúng ta vẫn luyện được đó nha. Như lá này là 5 cm này các bạn, lá này hiện tại đang là 5 cm này. Mấy cái lá của thân lá này của thân non này, lá 5 cm này là của cái thân tơ này, thân tơ mà thân tơ cũng thuộc gọi là mình cũng có thể gọi là nó chưa thuần lắm đó nha. Đó, còn đây là lá của thân già này, cái củ già này là 5 cm, hơn 5 cm nha các bạn. Cho nên cái cây này á, theo mình thấy á, là nó cũng rất mạnh, nó phát triển rất tốt đó. Tại do cái mình gọi là mình chăm sóc nó cũng chưa được tốt thì mình cũng thực ra mình cũng chăm hạt nhiều, mình không quan tâm nhiều tới kiếm đó. Chẳng qua hôm nay thấy có hoa như thế này thì mình đăng lên kênh để cho các bạn theo dõi, và sau này các bạn có cái tư liệu để các bạn so sánh là nó dễ hơn. Rồi mình cũng vậy, mình cũng lưu ở đây thành tư liệu giống hoa chính chủ của mình. Và còn vấn đề kiếm thì các bạn thấy mình muốn hoa chính chủ nhanh lắm, nó dễ dễ hơn hạt nhiều. Mình chỉ cần tách cái củ già này thì tỷ lệ ra hoa cực cao. Đặc biệt là một cái số mà cái cây cái loại mà mình hoa gọi là xuyên hoa, có khi bạn tách củ già ra nó ra mấy và họ lúc luôn, mình mất giống luôn đó nha. Đó. Cho nên đó, về vấn đề kiếm đó, mà mình cái cây kiếm đó, để mình kiểm tra hoa có chuẩn hay không là cũng tương đối nhanh, dễ hơn hạt. Hạt mình cần phải thời gian có thể là vài cả năm hoặc là có khi hơn, nếu mình chăm sóc tốt cây nó không đủ lực thì nó không ra hoa được. Đó. Chứ còn cái kiếm này mà mình kiểm tra hoa nó không dễ. Đây các bạn nhìn này, phụng hoàng lửa này,
cây này của mình là hôm nay mới nở nha. Hôm nay mới nở, ngày hôm qua là mới bắt đầu như thế này thôi nè. Ngày hôm qua là mới mới đó. Còn hôm nay là mới nở chính thức này. Và ngày hôm nay của mình hiện tại bây giờ thời tiết của mình ở đây là cũng đang âm u, mới vừa mưa xong này. Nên cái hoa thì nó cũng chưa căng lắm đâu. Nhưng mà theo mình nhận xét thì cái hoa này có vẻ như là nó cũng cũng đẹp trong 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 cái chùm hoa này nè, nguyên cả chùm hoa này đó. Thì cái chùm hoa này nó dài tầm cỡ 5-60 cm đó. Để mình kiểm tra ra, để mình ướm ướm thử nè. 1 2 4 4 6. Cần hoa của thân già này nằm tổng 60 cm, khoảng đó nghe các bạn, và hơn, có khả năng hơn tí đó. Và cái hoa này theo mình nhận xét thì cũng là một mặt hoa rất đẹp nha, rất đẹp thế nào đó, cánh rất đều, hai cánh hoa, hai cánh hoa cân chuẩn, cân mũi thùy đó. À, các bạn nhìn chính diện à, một cái bông chuẩn á, chuẩn đẹp. Tại vì á là do cái thân này là thân già và mình cũng mới thuần, cho nên nó là cái thân hoa, cái ngọn hoa này nó chỉ nằm ở tầm này thôi nha, 60 cm, hơn 60 cm gì đó. Thì theo mình nghĩ cây này nếu mà khi mình đã thuần, chậu là tốt, bản lá to đó, thì là có lẽ là cái cành hoa của nó sẽ dài hơn và cái bông sẽ to hơn nữa đó nha các bạn. Hiện tại cái bông này theo mình thấy nhà mình hoa kiếm cũng nhiều nha, nói chung là cũng nhiều, va cũng kiếm va cũng có, cũng không phải là những cái mặt hoa VIP kiểu như Văn Chí rồi, nhưng mà những cái mặt hoa va thường thường, kiếm va thường thì mình cũng nhiều lắm nha. Nhưng mà xem mình nhận thấy cái bông này nó to lắm, so với một cái bông kiếm nó to lắm các bạn. À, các bạn coi nè, coi cái tay mình bỏ vào nè, à, đốt ngón tay mình nè đó, thấy không? So với một cái bông kiếm này nó to, nên cái nụ nó to, nụ to cho bả. Nếu mà đúng lực và nở đúng đúng vụ và ở cái cây thuần thì mình nghĩ là cần, thứ nhất là cần hoa, cái thứ hai đó là cái nụ nó sẽ to hơn nữa đó. Đây các bạn xem này, cụ to này, cụ con mới, cụ con to cũng gần bằng cụ mẹ rồi các bạn đó, gần bằng cái cụ mẹ đó. Đó. Cái lá đó, các bạn xem đầu lá thì vẫn, thì mình thấy nó vẫn không không có sạch đâu nha, cho nên cái hoa nó mới như thế này nha. Thông thường mà cái đầu lá nó sạch thì nó hay ra những cái bông vàng hoặc xanh hoặc gì đó mình cũng không rõ, nhưng mà nó hay như vậy nha. Đó, nè nè, lá của mầm con này. Đây là thân lá của hoa phụng hoàng lửa nha, từ lá già cho tới lá của cây con này, các bạn quan sát nha, để sau này các bạn mua mà muốn chết kiểm tra cây kỹ không. Còn còn một cái nữa là mình cảm thấy không biết ở vườn người ta làm sao, ở vườn mình cảm thấy cây này nó vặn vẹo rất là nhiều, cái lá nó vặn này, các bạn xem này, cái lá đó nè nè, nó vặn qua nè đó, thấy không, đúng ra nó phải nằm nằm này. Đó nè, lá vặn này đúng ra nó phải nằm vậy đó, nhưng mà nếu nằm dài nằm vậy thì là gọi là mới đúng. Nếu mà nó cứ vặn như thế này, các bạn thấy nè, cái đây là cái thân già của vườn người ta mình mua về đúng không, cái cũ già mình mua về nè, lá nó vặn hết nha, lá nào cũng vặn hết đó, các bạn thấy không, phụng hoàng lửa nè vặn nè đó. Rồi cứ tưởng là ở vườn người ta vặn, nhưng về vườn mình là bắt đầu thân non nó lên nè, thân non lên lá cũng vặn luôn
Đây cũng là một trong những cái đặc điểm để mà các bạn khi mà các bạn mua hoa, mua cái cây này thì các bạn nhìn vào mình cũng có thể đối chứng được ha. Đó, thấy không? Nè, lá vàng nè. Cái lá đây khả năng là nó mới lên, lá non nhất nên nó chưa vặn. Còn những cái lá già hơn là bắt đầu nó vặn vặn rồi nè. Đây, mình cho các bạn xem. Đó. Đó, đây nè, vặn nè. Thằng mày cũng vặn nè, đó. Đó. Vặn đó. Đó. Nó vặn nè. Đây cũng là một trong những đặc điểm đó. Thì đó, mình giới thiệu cho các bạn mặt hoa, đặc điểm về thân lá để cho sau này khi mà các bạn không có tư liệu hay các bạn muốn đối chứng, xem kiểm tra thử cây mình có chuẩn hay không, nguồn có chuẩn hay không, hoa có chuẩn hay không gì đó, thì bạn có thân lá, có hoa, có mầm luôn đây nè, để các bạn kiểm tra so sánh thử. Thì mọi sự so sánh thì nó đều không không chính xác tuyệt đối đâu nha các bạn, vì cây giống cây, người giống người rồi, là điều đó là tất nhiên nha. Chỉ có điều là đây là cũng một trong những đặc điểm thôi, còn quan trọng nhất là khi các bạn mua cây vẫn là nguồn chuẩn này. Nguồn chuẩn các bạn, chứ còn mà các bạn mà muốn mua nguồn không chuẩn, mua về mà tối mà nằm rung không biết nó chuẩn hay không cũng khổ lắm nha, bỏ tiền ra mình mua lo lắng khổ lắm các bạn đó. Còn mình ở đây mình mua cây này, này các bạn nhìn thấy nè, có chữ ghi nè, ở đây mình mua của gọi là cũng cái vườn lớn này. Cái vườn lớn mà người ta có uy tín lâu năm rồi, cho nên nó là mình thực ra mình không có lo lắng gì khi mua những vườn này đâu, thì mình cũng mua nhiều rồi, kiếm qua mình mua những cái giống mình mới vào kiếm cũng không được bao lâu lắm đâu, cho nên mình cũng mới mua những cây giống giống kiểu kiểu như vậy nè các bạn. Nhưng mà hoa mình ra chuẩn, chưa mình chưa bị mua mua sai cây nào ha. Thì đây là cây phụng hoàng lửa à. Còn cái cây này hồi xưa mình mua giá như thế nào mình cũng quên rồi, lâu rồi, mình mua cũng 5 7 tháng gì rồi á. Mà cây này hồi xưa mình mua mình theo theo trí nhớ của mình nó cũng hơi giá cũng hơi cao lắm nha các bạn, như là 2 triệu hay là hơn 2 triệu gì á, cái củ già này, cái củ già này khi mình mua 2 triệu, hơn 2 triệu gì đó mình nhớ không cụ thể lắm, nhưng mà nó nằm tầm 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 đó nha, là mình cảm thấy là cái giá nó cũng hơi cao. Cái mặt hoa nha, thì cái hoa này là theo mình nghĩ nó cái giá nó như vậy là do thứ nhất là cái thân thụ, thứ hai là người sổ họ cũng có cái tiếng nói nha, mình nghĩ là như vậy á, mình cũng không rõ, mình không tìm hiểu nguồn gốc của hoa này nữa. Chứ thực ra nếu mà mình là người chơi hoặc là vườn nhỏ bình thường, cái mình sổ ra mặt hoa này theo mình nghĩ mình bán không được nhiều tiền như vậy đâu nghe các bạn. Tại vì sao? Tại vì mình cũng có một cái bông hoa, một cái chậu to đùng luôn, mười mấy thân luôn, nở ra cái bông hoa theo mình nhận xét là cũng 9 10 với cái hoa này nha các bạn. Thân thủ không bằng thôi, thân thủ thì không bằng cái này, nhưng mà mình cảm thấy hoa đó rất đẹp đối với một cái mặt hoa bình thường, gọi là không va không đột biến. Nhưng mà nếu mà thực ra mình bán cái giá mà em cái này, hoặc là thậm chí giá bằng nửa cái này, thì nhiều bạn cũng do dự lắm nhé, vì cây đó nó không có tên, mình không có đặt tên và nó không có tên tuổi thị trường vân vân, đủ thứ lý do, cho nên là cái giá trị của cây nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố nghe các bạn. Đó, rồi bây giờ các bạn xem lại cái mặt hoa, rồi video của mình sẽ kết thúc ở đây nha. Để đây là mình quay để cho các bạn có một cái tư liệu và cũng là chiêm ngưỡng luôn ha. Rồi. Tạm biệt các bạn nha. Rồi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Tạm biệt các bạn.